Rồi rồi rồi, vui lên nha. Để tôi chụp vài kiểu tôi up Facebook, cái tôi đề là cha mới và dâu cũ hòa hợp vui vẻ trong quán cà phê Lan nha. Vui lên. 2, 3. Xây cái mặt vô anh. Xây mặt vô chứ, hòa hợp vui vẻ mà sao ngoảnh mặt tới quay lưng vậy. 2, 3. Gì vậy trời? Xây đứng sáng sáng vô coi, đứng sáng sáng nè. Anh nhìn vô đây nè, nhìn vô đó. Cười lên. 2, 3. Ủa sao kỳ vậy, sao không sướng? Cái này người ta gọi là tự sướng mà thấy anh không có sướng gì trơn trời. Anh sướng mình đi, tôi thấy sượng thì quá. Ủa là sao? Sao tự nhiên ông thấy sượng? Tự sướng mà không sướng mà sượng là sao? Ba con thấy sượng, còn con thì có ngượng. Làm gì ngượng? Tại vì ba con không thích chụp hình với chú mà chú cứ kéo vào, ba con miễn cưỡng, ba con bị sượng là phải rồi. Dám đâu con ăn nói sao vậy trời? Chú sống trang hoài với mọi người quá làm sao không thích? Cái này là ông không thích con đó. Thấy cái thái độ ông không kìa đó, bây giờ này trả lại cho con mấy cái hình này nó vừa chụp này, thấy không? Ông quay lưng với con, thấy không? Ông thích chú đứng gần chú chứ đâu đứng gần con đâu. Cái này là cha dượng của con á, muốn chứng tỏ một cái uy lực của người cha đối với đứa con. Dân gian người ta gọi là dằn mặt. Con phải cẩn thận lúc đầu là chú đó. Thấy như vậy thật à? Hèn gì có mấy lần trong nhà mọi người đang vui vẻ, vừa thấy xuất hiện mặt con mà cái ba con tự nhiên lạnh lùng xong quay phắt mặt đi. Con không hiểu tại sao hôm nay chú nói, con nghĩ có liên quan. Chú đã nói rồi, mấy cái ông mà 50 tuổi mới đập thùng khó chịu lắm. Chú bao nhiêu tuổi rồi? 49. Cộng thêm có 1 tuổi nữa thôi là... Là chưa, dù sao 49 cũng còn rẻ hơn là 50. Sướng cái nữa đi. Ôi ôi, ba đang làm cái gì đấy? Thì ba đang lau bàn chứ làm gì? Chết, ba không được lau bàn. Ôi ba làm như thế thì chết. Cả cái khu phố này người ta nhìn vào, người ta đàm tiếu, người ta đồn thổi, ba hiểu không? Cái gì? Nhất là cái chú Hai Tiêu ấy. Là sao? Chỉ trong 15 phút là chú rêu rao cả cái khu này là mẹ cưới ba về để làm ở đợ. Một lão ở đợ, thấy không? Cho nên là ba đừng có làm thế, ba để con làm cho nhá. Ôi dồi ôi, sao khăn lại bẩn như thế này hả ba? Ui ôi, lau bàn mà khăn bẩn như thế này làm sao mà bàn sạch ấy. Mình ấy biết là cái bàn nó bẩn, mình lau, mình thấy nó bẩn một phát là mình phải đi giặt. Đi giặt xong là mình phải vắt cho tiệt nước, bây giờ vắt tiệt như thế này. Cho đến khi mà nó khô rồi, lúc đấy mình mới lau lên bàn. Nói chung là ba hiểu con nói gì không? Ba hiểu không? Theo như là ba hiểu đại khái sơ sơ là con nói bà già và ba làm không sạch đúng không? Không, con không hề có ý đó. Cái đấy là ba nói nhá. Con không hề nói ba già. Mặc dù là ai cũng biết là bà già. Đúng không? Ba thừa nhận đúng không? Trong đúng nhà rồi. Này là ba già hơn con. Ba già hơn anh Tú này. Ba chỉ trẻ hơn có một mình mẹ thôi. Thế nên là ba già hơn tụi con gọi ba là đúng rồi. Phải không ạ? Thôi được rồi. Dạ. Để con lau cho nhá. Con làm đi ha. Dạ. Dạ, con cảm ơn ba. Nhã này. Dạ. Con giỏi lắm á. Sao ba lại khen mình giỏi nhỉ? Chuyện đấy thì ai cũng biết mà. Mình tốt nghiệp đại học, mình có một công việc tốt, mình tề ra nội trợ giỏi, thế thì có gì mà phải khen mình nhỉ? Thôi, lau bàn cho ba nào. Hầu. Ối tóc bạc rồi, để đó, để cưng nhổ tóc bạc cho anh. Thôi, tôi già rồi, tôi không cần nữa. Mà nặng mụn vậy thì... Thì gì nữa mà thì, tôi cần 50 thì gì nữa mà thì. Hãy móc lấy tay đi. Thôi nha, tôi không có giỡn à. Nhưng mà giận hoài. Giận gì giận hoài. Bây giờ á, ai là cái người mà làm cho cưng giận? Cưng nói cho em nghe, có phải là cái ông gì, ông Hai Teo không? Bố Teo Teo gì đấy chứ. Mà cái con nhỏ đó, mà thiệt, nói ra thì người ta nói là mình cha chồng đi nói xấu con dâu. À, như vậy là con Nhã nó dám làm cho mình giận hả? Được rồi, để đó đi, em sẽ nói thằng Tú xử lý con Nhã. Thực ra là em cũng có thể xử lý trực tiếp con Nhã được, nhưng mà tại vì em cũng không muốn mang tiếng là mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu, cho nên em sẽ nhờ thằng Tú. Thằng Tú nó biết đó em, nó kêu con vợ nó làm đó.
Cái gì? Thằng Tú nó kêu con Nhã làm điều này hả? Ừ. Cái đó là dễ nữa, bởi vì thằng Tú là con ruột của em, để em xử lý nó. Nhưng mà mình phải nói cho em biết là chuyện gì thì em có thể xử lý được. Mình mạnh dạn lên đi. Mình phải nhớ tâm tâm niệm niệm một điều, phải coi em lúc nào cũng như mẹ của mình, là bạn của mình, một người bạn đồng hành suốt cuộc đời của mình. Đơn giản thôi, là bởi vì em để trước mình, em sống trước mình, em hiểu biết những cái chuyện mà có thể mình chưa từng kinh qua. Chính vì vậy á mà em phải có trách nhiệm là lúc nào cũng phải bảo bọc, che chở và dạy dỗ cho mình. À, sẻ chia với mình. Đâu, kể cho em nghe con mọt. Hai, ba, chuyện kể rằng cái cô Nhã đó, ai bỏ ra vậy? Làm gì? Dạ con giặt đồ bác. À, anh đi con giặt chút. À, chuyện nó là như thế đấy anh. Chuyện nhỏ xíu vậy mà em cũng lo nữa hả? Em lo chứ. Lỡ mà mẹ biết mẹ bênh ba, mẹ ghét em, mẹ đuổi em ra ngoài, rồi sau đó anh sẽ có cơ hội anh gặp người khác, rồi anh lấy người khác, lúc đó thì em làm sao? Thôi mà con chim non của anh, em đừng có suy diễn như vậy. Em không phải đóng phim cô dâu 1800 tập đâu em ạ. À, thôi được rồi, ở đây có anh, em không cần phải lo ngại gì chuyện của ba hết á. Bởi vì sao? Anh á là số 1, là cục vàng cục ngọc trong nhà này. Anh nói một câu là mẹ phải nghe, biết chưa? Ừ, anh là số 1 của mẹ, thì em là số mấy của anh? Em là số 0. Sao lại số 0? Thì dưới số 1 chỉ còn số 0 thôi. Ừ thôi thế cũng được. Thế nhưng mà anh là cục vàng của mẹ, thế em là cục gì của anh? À, cục kim cương. Giọt nắng của em, hạt mưa. Trời đất ơi, trời đất ơi, dầu sôi lửa bỏng tới nơi rồi còn ngồi đó mà âu yếm nhau nữa. Thì vợ chồng người ta âu yếm là chuyện bình thường. Nhưng mà có chuyện tới nơi rồi. Chuyện gì? Ủa? Mày ra mới mua phải không? Mới mua ngày hôm qua. Mới mua à? Trời ơi, cái ngày hôm nay sao nó em quá vậy? Em không? Em nhà giàu có khác ha, mua đồ xịn dễ sợ luôn á. Thích không? Thích không? Hỏi lại cái vô đây chi vậy? Hai vô duyên đấy. Đây làm gì? À! Trời ơi! Dầu sôi lửa bỏng tới nơi rồi còn ngồi đó âu yếm nhau nữa. Thế nói chung là chuyện gì? Tôi thấy cô Lan gom hết đồ của chị để đuổi chị ra khỏi nhà. Anh thấy chưa? Em đã có linh cảm như vậy thật mà. Vậy là mẹ muốn đuổi em ra khỏi nhà này cho anh ấy lấy vợ khác. Em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ cho em. Nhưng bây giờ á, em đi đâu đó lánh 3-4 ngày đi, rồi anh năn nỉ mẹ rước em về. Ê, chồng vô trách nhiệm. Anh nói như thế mà cũng nghe được à? Anh
Nói vậy mà em cũng tin, nó giỡn mà. Chứ anh hả, Tân Nam Nhi đây hả, vợ mình không bảo vệ được, bảo vệ cho ai? Đi theo anh. Đi đâu? Đang nghĩ mẹ. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Ôi, mẹ ơi. Mẹ, mẹ đừng có đuổi con chú bé nhỏ của con đi mà mẹ ơi. Hai đứa đứng đó, đứng ngay đó. Con yêu vợ con, mẹ đừng đuổi mà. Nghe nè, bây giờ mẹ sẽ quyết định mời ba con vô để xử lý chuyện này. Cưng ơi. Cưng. À, gì vậy mình? Ủa, hai đứa đâu? Ủa sao? Cưng đứng ngay đây giùm em. Cưng đứng ngay đây. Quán cà phê có khách. Kệ, cưng đứng ngay đây. Mẹ xin tuyên bố, kể từ giờ trở đi, toàn bộ đồ đạc của tụi con á là phải bỏ hết vô cái sọt đồ này. Sau đó để cho ba toàn quyền xử lý, ba sẽ là người giặt hết tất tần tật mọi thứ, hiểu chưa? Đồ đạc từ lớn đến nhỏ, từ trong ra ngoài, hiểu chưa? Mày nói vậy? Ba ơi, con biết là ba rất là thương tụi con, nhưng mà cái cách chăm sóc đấy của ba nó hơi kỳ quái ba, nó không hợp với vợ chồng tụi con. Anh Ngọc. Em nói đúng, em nói cái gì cũng đúng hết. Ba ơi, con hiểu ba muốn chăm sóc cho tụi con. Nhưng mà thôi ráng chờ chút xíu tới khi nào có cháu nội đi, rồi ba chăm sóc cho nó, ba cho nó ăn, cho nó bú. Nhưng mà đừng có cho nó ăn cơm trộn là được rồi. Không được cãi ba. Không được cãi ba. Nói chung bây giờ không ai có quyền cản anh trên cái cuộc đời ô trọc này nữa. Anh thích gì anh làm đó. Em biết đó là tâm nguyện của anh. Bởi vì anh là một người chồng, một người cha yêu thương con cái. Có phải vậy không nào? Trời ơi, ba người nói cái gì mà tôi nghe lùng bụng lỗ tai, tôi không hiểu gì vậy hả? Mình cưới tôi về đây. Không phải tôi cưới mình. Mình làm vợ, tôi làm chồng đúng không? Tôi về đây tôi làm cha, làm chồng, chứ đâu phải là làm con dâu mới về nhà chồng mà đi giặt đồ làm mấy cái công việc phụ nữ này. Ủa, sao cái này em tưởng là mình thích mà. Mình kể với em. Trời ơi, chuyện là như vậy. Mày hiểu ngược. Có nghĩa là cũng y vậy, nhưng mà ngược lại là từ này về sau, tức là toàn bộ đồ đạc của ba từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đồ lớn đồ nhỏ là hoàn toàn là do tụi con giặt, nhất là con Nhã. Đúng vậy không mình? em hay lộn vậy lắm. Ba, thực ra cái chuyện hồi nãy mà con bỏ đồ của ba ra ngoài là có lý do. Vì con nghĩ là ba là chồng của mẹ ấy, thì để cho mẹ giặt đồ của ba thì như thế nó khiến cho ba sẽ cảm thấy mình được chăm sóc, tình cảm hơn ấy ba. Đúng, vợ con nói đúng. Vợ con muốn là ba cảm nhận được là mình đã có gia đình. Thôi bây giờ vậy, mẹ quyết định vậy nha ba. Cái gia đình mình từ đây về sau sẽ có thêm một cái nội quy nha. Có nghĩa là của ai người đó hưởng, chồng ai người đó thương.